này, bình trung bình này. Làm đây được 6 năm rồi. Tôi có một cái đoàn của Hàn Quốc họ tung, họ tới đây họ quỳ đâu cũng biết á, ngày 2 tiếng 2 tiếng họ kêu đây có Phật mà. Người Hàn Quốc á mà giờ chưa họ chưa tới tuổi hôm mới tới mà lính là bên đây này, coi như mình từ tàu hết á, giờ là cái gì cũng không hay nữa lúc này không được. Thành trường thành công luôn, thành cái lạ này là thành cái bài của thằng đấy, hai cây cùng một đợt mà chưa bao giờ là mình cũng không chạy chúng ta hoàn thành cũng rồng, người có tấm nhìn mà thấy, mình làm đây là được 6 năm rồi. Mẹ con nhập về chủ mình mà và hàng ngày là ảnh thôi, nước của mẹ nước hay quá nhà giờ mà ngay cái mẹ con ông nhập về thì người cũng đấy chữa cho mình chúng đang có cái tâm linh gì sợ. Sợ tới đây họ đi chứ không bao giờ đứng đây đến đi qua đi mà anh chàng này dùng nên đệ tử phải tự tắt đặt đan ngày xưa bọn ngay vàng đi ngồi quy mặt đẹp đó hả đi mà có đâu tóc còn quẳng nữa là dùng không đó là thiệt á, dùng giống bức tranh mày ghê rồi đó. Cái miếng này có từ năm 1909 1909 là thời kỳ Pháp á, đô hộ của Pháp, thực dân Pháp á. Là trên sông nước này là mình là công nhân của thủ Pháp á, chết là bỏ đây, chết mà trốn đây bỏ đây cho nên có từ hồi đó. Bất kỳ cách mạng phải đập cũng được, qua nhiều đời đập cũng được đâu phải để quyền. Là đời ông Nguyệt Bà Thanh á, giải tỏa là xe lớn xe nhỏ chứ đừng hết sắp ăn rồi. Học quyền lại tà đây cho đâu ai dùng đơ đó. Cho nên đắc vì nhà trung tướng là họ đảng viên. Mà cũng nhờ trung tướng Hùng chỗ như ký hồ đó sau này không có thì mình khó